Bạn thân mến, chúng ta đang ở giữa tháng 10 năm 2023. Mấy ngày nay mạng xã hội rộ lên những bài phê bình mà chửi bới về bộ phim Đất Rừng Phương Nam, cũng như phê bình và chửi bới đội tuyển bóng đá của chúng ta. Tôi không dám có ý kiến gì. Phim thì tôi chưa ra rạp xem, và những ý kiến của họ kệ thôi. Nhưng có một bài viết của bác Hoàng Hưng, nhà thơ Hoàng Thụy Hưng, khiến cho tôi phải ngẫm nghĩ, và rất nhiều người đồng tình với bác Hưng. Cho nên tiếng vọng hôm nay xin gửi lại nguyên văn bài viết của bác Hưng. Ghi nhận của một người thích xem phim giải trí Việt Nam sau khi xem phim Đất Rừng Phương Nam. Xin thưa ngay rằng, tôi khoái xem phim giải trí trên truyền hình mà thấy vui vì càng gần đây công nghiệp điện ảnh giải trí của ta càng tiến bộ. Nói thật, đã lâu nay tôi khoái các bộ phim cảnh sát hình sự của Phạm Ngọc Tiến, Tiến Trọng và đồng bọn. Mới nhất hiện là bộ phim Biệt Dược Đen hơn nhiều phim Mỹ Hàn. Trộm nghĩ, nếu mạnh dạn cho đi học và đầu tư kiểu Hollywood thì có thể sẽ không thua Hàn lắm đâu. Bộ phim gần đây của Hàn, Ngôi Nhà Bí Mật, quá nhăng nhít. Cho nên, xin hoan nghênh bộ phim Đất Rừng Phương Nam đang lùm xùm với tư cách một phim thương mại giải trí hấp dẫn của Việt Nam. Bây giờ, xin cố gắng ghi nhận trung thực. Một, thực trạng xuất chiếu 14h20 ngày 17 tháng 10 năm 2023 tại rạp CGV quận 7 có 19 người xem, trong đó phòng chiếu hơn 200 ghế, giá vé 65.000 và 100.000. Suy ra, thông báo sau bao ngày chiếu thu được 49 tỷ, có tin được không? Phim chưa sửa chữa những chỗ có tên Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn theo kết luận ngày 15 tháng 10 của Cục Điện Ảnh. Sau khi chỉnh sửa, nhà sản xuất sẽ trình lên Cục Điện Ảnh trước khi ra rạp chính thức từ 20 tháng 10. Câu hỏi đặt ra, vậy chưa sửa nhưng vẫn được chiếu không chính thức? 2. Cảm nhận của riêng tôi về bộ phim. Công phu, dàn dựng, kỹ xảo tốt, diễn xuất nói chung từ ổn đến hay, chắc là hấp dẫn đại chúng và doanh thu tốt. Rất tốt để quảng bá du lịch miền Tây, không thua gì các phim Discovery. Cảnh vật, sinh hoạt, màu sắc địa phương có sức hấp dẫn rất lớn. Phần cảnh vật và diễn xuất hơn hẳn phần câu chuyện. Câu chuyện lắp ghép khá tùy tiện, chất vá và có chỗ quánh nhau với Tây mà rất trẻ con. Như chỉ cốt chọc cười, như chỉ cốt lấy cớ dẫn ta đi qua các vùng miền. Thôi thì cũng chấp nhận, vì không phải chính kịch như một số bênh vực. Kịch bản rõ ràng chỉ lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi, với một số nhân vật trùng tên và tính cách, nhưng phần tạo tác mới là chủ yếu. Lẽ ra nên đặt tên phim khác sẽ tránh bị phê phán là không trung thành với tác phẩm văn học, nhưng có thể chủ ý của nhà xuất phim là ăn theo danh tiếng của Đất Rừng Phương Nam văn học. Vậy thì mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. 3. Đã hiểu vì sao có những phản ứng khá gay gắt trên mạng. Tất cả xoay quanh mạch chuyện trên đường lưu lạc của cậu bé An gặp và dính vào những người, những tổ chức chống Pháp. Từ đây sinh ra những câu hỏi chính đáng và khó trả lời về lịch sử và tư tưởng của bộ phim. Vì sao có sự tương phản dễ thấy giữa những nhân vật như ông Tiểu Mãi Võ, những tổ chức Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn, có lý lịch, phong cách, giọng nói, trang phục, điệu bộ, võ nghệ, biểu cảm,
đạt sệt ba tầng, gây ấn tượng rất mạnh, rất đẹp, rất thuyết phục về tinh thần trượng nghĩa và khí phách đánh Tây với những nhân vật, thầy giáo, hai thành và các đồng chí, tổ chức không có tên nhưng phong thái các nhân vật, các cuộc họp rất dễ khiến liên tưởng đến kiểu tổ chức gì đó giống như Việt Minh của người Việt Nam thì quá kém cỏi, mờ nhạt. Vì sao có trường đoạn dễ được thấy là đầy tính biểu tượng cảnh em An cắt máu thề trung thành với Thiên Địa Hội của ông Tiều? Trong đời sống, tên Tiều được hiểu mặc định là người Triều Châu. Câu hỏi bao trùm, vì sao phải bịa ra tổ chức mang tên Thiên Địa Hội Nghĩa Hòa Đoàn gốc từ bên Tàu và có vai trò chủ động áp đảo như thế trong công cuộc chống Pháp đầu thế kỷ 20 ở Nam Bộ? Trong khi thực tế thì tất cả những tổ chức chống Pháp ở Nam Bộ đều là của người Việt, người Tàu hay người Khmer chống Pháp cũng đều nằm trong tổ chức của người Việt. Hãy bỏ qua suy đoán đây là sự cố tình quảng bá công tích văn hóa Tàu, nhưng nếu chỉ là vô tình xuất phát từ động cơ tạo sự hấp dẫn võ Tàu, phong cách võ hiệp Tàu mà bất chấp sự thật lịch sử thì tầm văn hóa chính trị của những người làm phim quả là đáng buồn. Nhất là trong bối cảnh gần đây nhạy cảm chính trị hiện nay, tâm lý cảnh giác trước mọi thủ đoạn bành trướng văn hóa cực kỳ tấn điệu của đế quốc phương Bắc mà những việc có thực dù không tin nổi đã từng diễn ra không ít trước mắt toàn dân, thiết tưởng không cần dẫn lại. Một số bạn miền Nam nói, có lẽ những nhà văn trí thức ngoài Bắc không hiểu thực tế miền Tây Nam Bộ nên mới dễ dàng khen phim mà không chú ý hoặc coi nhẹ việc sai lạc về lịch sử của phim. Bản thân tôi cũng giật mình khi đọc những cứ liệu lịch sử mà các cây bút miền Nam cung cấp để vạch ra sự xuyên tạc ấy. Chắc các nhà làm phim, các nhà trường đã nô nức hưởng ứng phim, các bạn đã lớn tiếng la ó những người phê phán phim, không hề nghĩ đến tác hại ra sao khi các em học sinh, sinh viên sẽ học được lịch sử chống Pháp Nam Bộ với các tổ chức nổi bật từ bên Tàu sang, sau khi xem phim như một hoạt động giáo dục ngoại khóa, học lịch sử trong chính khóa làm sao thấm sâu, thấm bền, thấm vững chắc như học qua phim ảnh hấp dẫn như thế. Bài học từ các phim cổ trang của Tàu chưa đủ sao? Đấy là bài viết của nhà thơ Hoàng Hưng. Trong này chúng tôi gửi đến các bạn một cái công văn của các nhà trường ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi học sinh đến để xem phim coi như là học lịch sử ngoại khóa. Ngoài ra có những cái câu bình luận, đặc biệt là từ đạo diễn Xuân Phượng. Từ đạo diễn Xuân Phượng, rất nhiều ý kiến ủng hộ bài viết của nhà thơ Hoàng Hưng. Tiếng Ngọc cùng với các bạn cùng nghe những phân tích của nhà thơ Hoàng Hưng, mỗi người có một những cái cảm nhận khác nhau.